Đây là Iraq, một quốc gia ở khu vực Trung Đông. Phần lớn lãnh thổ này được bao phủ bởi sa mạc, nhưng ở giữa là hai con sông lớn, Euphrates và Tigris, thường được gọi là Lưỡng Hà. Khu vực này được cho là nơi sinh ra chữ viết và các nền văn minh cổ nhất nhân loại. Tuy nhiên ngày nay, khu vực Lưỡng Hà đã xảy ra một số vấn đề khá nghiêm trọng. Vậy nguyên nhân là gì? Hầu hết toàn bộ lượng nước của Iraq đến từ hai con sông Euphrates và Tigris. Chúng chảy qua giữa đất nước rồi hội tụ tại đây, hình thành lưu vực sông Sát Enerup trước khi đổ ra biển Vịnh Ba Tư. Dọc theo những con sông này là các con đập, cung cấp nước đến các thành phố, giúp tưới tiêu cho các trang trại. Một mạng lưới cơ sở hạ tầng rộng lớn được sử dụng để tạo ra năng lượng, phân phối và làm sạch nước sinh hoạt. Nhưng hệ thống này rất mong manh, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến lượng nước chảy qua các con sông hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh đều có thể gây ra hậu quả lớn. Iraq phụ thuộc rất nhiều vào những con sông này, nhưng họ lại không kiểm soát chúng. Cả hai con sông đều bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 71% nguồn nước của Iraq đến từ đó, trong khi Syria và Iran thêm 10% nữa khi sông di chuyển về phía nam. Điều đó có nghĩa là 81% nước của Iraq được kiểm soát bởi hàng xóm của họ, và bọn họ đã giữ nước ngày càng nhiều hơn cho bản thân mình. Từ những năm 1970, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng ít nhất 20 con đập trên sông Euphrates và Tigris, bao gồm cả đập Atatürk, con đập lớn thứ 5 trên thế giới. Syria cũng đã xây dựng một số con đập, cả hai nước đều đang giữ con tim là dòng sông. Ngày nay, chỉ có 1/4 dòng chảy của sông Euphrates đến Iraq. Điều này có nghĩa là Iraq sẽ không nhận được đủ nước để sinh hoạt, tưới tiêu và tạo ra điện. Nó cũng đồng nghĩa với việc các con sông bị ô nhiễm nhiều hơn. Điều tương tự cũng đang xảy ra trên con sông Tigris. Thêm vào đó, dòng chảy yếu hơn cho phép nước muối di chuyển ngược dòng từ Vịnh Ba Tư, gây ra hậu quả chết rất nhiều cá và cây trồng. Tất cả những điều này gây thêm áp lực cho Iraq về cơ sở hạ tầng để phân phối và làm sạch nước. Ngày này qua năm khác, cuộc khủng hoảng nước đã trở nên tệ hơn, đặc biệt là lưu vực Basra, từng là biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng, giờ đại diện cho cuộc khủng hoảng tồi tệ của Iraq. Hiện tại, chính phủ đang cố gắng tìm ra giải pháp để giải quyết khủng hoảng và mang lại nguồn nước sạch cho người dân.